Mến chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một cái thửa đất vườn ha. Anh nói đất vườn nhưng mà diện tích nó tầm khoảng là hơn 500m² một xíu nha quý anh chị. Đó, thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là hơn 60 cây một xíu ha, và cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 30 mấy cây thôi nha quý anh chị. Thì cái ưu điểm của thửa đất ngày hôm nay là mình phủ hồng. Đó. Có thể lên thổ cư được, và khu của mình thì dân cư ở khá là đông đúc rồi quý anh chị. Cái xã Bình Giã là một trong những cái xã mà dân cư ở với mật độ rất là đông, rất là dày luôn nha. Và ưu điểm là gần thị trấn Hải Dương ha. Xã Bình Giã thì nó tiếp giáp với thị trấn Hải Dương, từ đây mình về thị trấn Hải Dương thì mất tầm khoảng là hơn 2 cây một xíu thôi. Nhưng ở khu vực này trong vòng bán kính là tầm khoảng hơn 1 cây số là mình có đầy đủ dịch vụ tiện ích, như mình chợ, trường học, bệnh viện, nhà thờ rồi vân vân ha. Đó. Không thiếu bất cứ một cái gì hết. Rất là phù hợp để cho quý anh chị cô chú mình có thể xây một cái căn nhà vườn mini đó, hoặc là một cái vườn. Khu này thì dân trí cũng khá là cao, cũng rất là nhiều nhà biệt thự ha quý anh chị. Và cái xã Bình Giã này á, là cũng là một cái trong những cái xã mà có nguồn thu nhập cũng rất là cao nha quý anh chị. Rồi sơ lược vậy thôi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình theo dõi hết cái video này nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Còn đây là sổ của mình ha quý anh chị, em xin được phép chia tên lại nha. Thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Diện tích là 587m², hình thức sử dụng là sử dụng riêng ha, đất sử dụng là cây lâu năm, thời hạn sử dụng là đến năm 2043. Thì đến thời hạn này quý anh chị mang cái sổ đi gia hạn ha. Mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm của mình. Và cái sổ này là cái sổ cũ ha quý anh chị. Nếu anh chị mua về thì có thể là lên được sổ mới, và cũng có thể là yêu cầu sổ chủ là có thể làm lại sổ mới cho mình ha. Và cái sổ này tuy là sổ cũ nhưng vẫn công chứng chuyển nhượng đồ bình thường nha quý anh chị, không có vấn đề gì cả. Còn đây là trích lục sơ đồ của mình ở trong sổ ha quý anh chị. Đất của mình thì xoay mặt về hướng nam ha quý anh chị. Đó, tiếp giáp với đường. Đó, đường hiện tại là đường nhựa rồi. Cái sổ này sổ cũ nên vẫn cập nhật là đường đất ha quý anh chị. Còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha. Hình dáng rất là vuông vắn luôn. Thì ngang là mình có 11m3, sâu vào là 54 và hậu đằng sau của mình là 11m1. Đó. Nói chung là khá là vuông vắn nha quý anh chị. Rất là đẹp. Thì sau khi làm sổ thì có khả năng mình sẽ tăng thêm diện tích ha quý anh chị, tăng lên tầm khoảng là gần 600m² ha, hoặc là hơn 600m². Đó. Thì khu vực của mình thì phủ hồng toàn bộ ha, đường xá thì xong xuôi rồi, không có lấy vào thêm nữa. Đó, còn khu của mình thì quy hoạch bàn cờ nè quý anh chị, rất là đẹp ha. Quy hoạch bàn cờ nguyên cái khu này hết. Đổ về tới thị trấn Hải Dương ha quý anh chị. Ranh giới của mình thì rõ ràng rồi ha quý anh chị. Đó, từ bên kia cái bên hông căn nhà này ha, tường rào rồi. Đó, mình đổ ngang qua là mình có 11m ha. 11m, sâu về đằng sau là 54 ha. Và hậu đằng sau là cũng 11m luôn nha quý anh chị. Đó, bên này thì cũng có ranh giới luôn rồi ha. Cũng có cọc bê tông rào lưới B40. Còn đây là vị trí thửa đất của mình ha quý anh chị. Đó, khu vực của mình thì đường thông hết luôn ha. Cái chấm đỏ này là vị trí của đất mình, xung quanh thì dân cư ở rất là đông, đường xá thì thông thương hết. Đó, khu bàn cờ ha quý anh chị. Từ mình mà ra đường trục đường Bình Giã nè, là trục đường Mỹ Xuân Hải Dương Hòa Bình ha quý anh chị. Đó, thì trục đường này trục đường lớn ha, tầm khoảng là 400m thôi. Vị trí mình ra 400m, và khu vực của mình thì gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện, nó gần cây xanh, rồi bách hóa xanh, rồi điện máy xanh, rồi thế giới di động, nói chung là rất là nhiều cái dịch vụ tiện ích nha quý anh chị. Đó, không có thiếu gì cả. Mình đi thẳng hướng này thì đi thẳng trục đường này thì mình sẽ về Sơn Bình, rồi động đường DT328 thuộc huyện Xuyên Mộc ha quý anh chị. Nếu mà đi về Phước Biểu thì mình sẽ ra Hồ Tràm ha. Ra Hồ Tràm tầm khoảng là 32 cây. Đó, còn chạy ngược về hướng này thì mình về trung tâm thị trấn Hải Dương nè. Đó, cũng gần thôi, tầm khoảng là 2 cây ha. Ra quốc lộ 56 thì tầm khoảng là hơn 2 cây. Là nghĩ vòng xoay Hải Dương luôn ha quý anh chị. Đó, còn về khúc này là chợ Kim Long ha, tầm khoảng là 7 cây.
mình về tới thị trấn Kim Long tầm khoảng 7 cây ha. Đi ngược lên hướng này thì về suối Nghệ khu nghiệp Sona Đề Di thì tầm khoảng là 10 cây, hơn 10 cây xíu. Đó, còn về thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 15 đến 17 cây gì đó nha quý anh chị, tùy vị trí, có đoạn là 20 cây ha. Còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 35 đến 37 cây ha. Còn từ vị trí từ đất của mình mà đi thẳng cái trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao á, thì mình về quốc lộ 51 ha, thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân của thị xã Phú Mỹ. Đó, về đường này thì mình có thể đi về thành phố Biên Hòa hoặc thành phố Vũng Tàu. Đó, thì ra quốc lộ thì tầm khoảng là 20 cây nha quý anh chị, hơn 20 cây. Còn đi về hướng Biên Hòa này á, thì mất tầm khoảng là 65 cây. Đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng tầm đó nha quý anh chị, tầm khoảng 65 cây. Đó, 65 cây là mình tới đường Mai Chí Thọ ha quý anh chị. Về đường xá thì ở đây là đường nhựa nông thôn, độ giới tầm khoảng 6 mét. Đó, nói chung là đường này đường bằng cờ ha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn, đường này còn mới toanh luôn. Đó. Đường này là thông đã hết nha quý anh chị, đường thông hết, không có đường nào cục y như trên trên Google Maps luôn ha. Còn về khu vực thì dân cư ở đông san sát nhau hết rồi, nó có thể bàn rồi. Khu Bình Giả này là một khu cũng rất là đẹp, nó rất là nhiều biệt thự nhà vườn. Anh sống ở đây cũng phải mình á, bên này thì cũng có biệt thự nè. Còn điện đài internet thì nó trong cũng đã thiếu rồi. Đó, thì đất mình nó có con đường ở đây này bán qua nè quý anh chị, nó con đường này nó đâm á. Nó đâm ngay chỗ góc này ha quý anh chị. Đất của mình á thì có nhược điểm là nó hơi bị lỗi phong thủy, là nó đâm đường, đâm ngay chỗ cây trụ điện này đi ngang qua này. Chỗ cây trụ điện này đi ngang qua ha. Thì sau này mình về mình dời cái cổng mình qua bên này là xong. Đó. Không có gì hết, nếu nói về phong thủy thì mình giữ được ha. Đó. Xung quanh nhà. Khu này thì thường thường là người ta cứ tầm khoảng 500-600 mét vuông một sào, nhưng mà đất ở đây đời đỉnh điểm nó rất là cao nha quý anh chị. Bởi vì này là khu vực tốt, nó gần các tỷ dân ít. Đi ở đây mà đi ra trục chính nó cũng gần, cái đường này là thông ra trục chính luôn ha. Đường này chỉ đường xe máy thôi nha quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ vào bên trong ha. Đất của mình thì nó cái đường này nó nâng lên ha, thấp hơn tầm nó xíu xíu thôi quý anh chị, không đáng kể lắm. Này mình về làm lại cái móng, đường nào mình cũng bố cát quái đồ lên để mình làm lại nền nhà thì nó bằng nữa. Đất của mình thì bằng thẳng hết này. Khu này thì đất đỏ lắm nha quý anh chị. Đất con cả mít ha. Thì không có điểm gì để chê cả. Để cỏ quá trời. Xung quanh mình ranh giới rõ ràng hết rồi, đất mình không còn ngã gì nha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn Filicam từ trên cao ha. Rồi còn đây là toàn bộ hình ảnh từ Filicam trên cao ha quý anh chị. Phía dưới là thửa đất của mình. Khu mình thì thấy dân cư ở trước mặt, sau lưng, bên hông, dân cư xung quanh ha, rất là đông luôn. Đó, đường xá thì thông hết ha quý anh chị. Đó, đó là thửa đất của mình ha. Đoạn này gió bị giật, sáng này có gió lớn nên ly cam nó cứ giật. Toàn khu Bình Giả không anh chị ha. Khu rất là đẹp luôn, đường xá ha. Phía trước xa nơi kia là thị trấn Ngãi Giao ha. Hướng về hướng này dân cư đông nẹt luôn ha. Mình sẽ bay xung quanh thửa đất của mình ha, bay đường xá cho quý anh chị tiện hình dung ha. Phía dưới là thửa đất của mình, kế bên cái nhà phía trước có
phơi lúa quý anh chị, phơi bắp nha. Thì thẳng trục đường này thì mình ra trục đường mình giả Quán Thành. Nói chung là mình ra trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao thì rất là nhiều đường ra ha. Mà bay ra trục đường mình giả Quán Thành cho quý anh chị xem mấy trục đường lớn. Phía trước là nhà thờ quý anh chị. Ở đây rất nhiều nhà thờ nha. Khu vực đây cách 500m nữa có cái nhà thờ phía bên dưới hả quý anh chị? Chưa tới 500m. Nhà thờ cũng rất là đẹp ha. Đó. Cái trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình đây hiện tại đang mở rộng nha quý anh chị. Lưu lượng xe quá đông nên hiện tại đang mở rộng ra nữa. Mở rộng thành 4 làn đường hả quý anh chị, và có con lương chính giữa ha. Thì mình về Xuân Mộc luôn ha. Đây, gần đây con cái nhà thờ nữa không anh chị. Rồi từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình ha anh chị. Mình sẽ ở đây khu bàn cờ nhiều, chứ mà bàn cờ ở trong này thì đường nông thôn thì anh chị biết rồi. Thành ra là đi đứng cũng phải cẩn thận ha, bởi vì rất là nhiều góc ngã tư. Không có đèn xanh đèn đỏ giống như ở thành phố ha quý anh chị. Mình đã đụng tới trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình rồi. Trục đường này hiện tại đang mở rộng nè, mở rộng qua hai bên ha, độ giới nó rất là rộng luôn. Cái lưu lượng mà cao điểm ha quý anh chị, xe cộ đi tấp nập luôn, nói chung là đông nghẹt luôn, nhiều lúc là kẹt xe luôn. Thành ra là bắt buộc phải mở rộng. Ở hai bên đường này thì người ta kinh doanh cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, và dịch vụ tiện ích thì có đầy đủ cho mình. Nói chung là dịch vụ tiện ích thì nói thì chắc chắn là không bằng thành phố đâu. Nhưng mà những cái gì mà gọi là thiết yếu nhất thì hầu hết là đều có tất cả. Dịch vụ làm đẹp đó. Rồi y tế, nha khoa, quán ăn uống, cà phê này nọ đầy đủ hết ha. Đoạn đường này mà làm nên thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó. Bây giờ mình đã về tới cái địa phận của thị trấn Ngã Giao rồi. Thẳng tầm khoảng vài trăm mét trước mặt là vòng xoay Ngã Giao ha quý anh chị. Rồi để không làm mất thời gian của anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 1,7 tỷ. Đó. Rất là rẻ hơn so với những thửa đất ở lân cận nha quý anh chị. Đó. Thửa đất này thì chia ra tầm khoảng là 150 triệu trên một mét ngang, ở lân cận thì người ta hô tới 180, 170 ha quý anh chị. Và cái giá này là cái giá thời điểm hiện tại nha, thời điểm đỉnh điểm thì khỏi phải bàn rồi, chắc phải gấp đôi. Quý anh chị cô chú nào cảm thấy hài lòng thì vui lòng liên hệ số điện thoại của em để em cung cấp đầy đủ thông tin và có thể thương lượng một cái giá tốt nhất cho quý anh chị. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây.